Và liên tục chương trình xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục Song ca cổ duyên quê của soạn giả cố nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Và bài hát này chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón nghệ sĩ hữu duyên cùng với nghệ sĩ Trúc Phương. Anh Thanh, anh đang ngó ông gì đó? Không nè. Dạ. Anh đang ngắm nhìn. Anh nhìn gì? Anh đang nhìn lúa son đơm bông lá ngọn trong sương mà lòng dâng lên niềm vui khôn tả. Thì bỗng nghe bước chân đi nhẹ nhẹ, quay lại sau lưng thì đó chính là em Hồng. Mới sáng sớm em đi đâu, một bài thì sắp cái lòng nghe, còn tay nghe sắp vỏ rau. Em đi kiếm anh để nói anh nghe một chuyện, sau khi vừa mới ra thăm ruộng qua đúng là một cô gái quê gương màu. Anh khiến thần quá lời làm cho em mắc cỡ. Sáng hôm nay mặt trời lớn đẹp quá, mặc theo chiếc lòng chim sơ xanh sơ đỏ. Đôi má hay hay như đón mặt trời lớn, sao mái tranh nhỏ nhỏ đông sương mờ. Rỡ ràng với nụ cười tươi, e thẹn nhìn anh qua đôi mắt sáng ngời. Anh nghe lòng mình sao duyên một niềm vui như muốn gian qua nói gì đâu. Nhưng mà nè, lúa của anh là sao anh? Là lúa ngắn ngày. Anh Thanh ơi, con thỏ ơi, sương bay trong gió bông lúa
Hồng nè. Dạ. Em dạy con Sáu có gọi ba tiếng chị Hồng. Thì sao nói gần ba tiếng chị Hồng ơi, để nó nhắc anh nghe mỗi ngày à. Phải nhớ tới Hồng chứ đừng nhớ tới ai, cô Sáu, cô Mười, cô Quỳ hay là cô Mai. Hồng ơi em là người mẫu mình, em như là thần tượng của anh. Hết thải bà con đôi xuống xa đình, ai cũng anh Thanh ơi, mới hồi khuya hôm qua khi em vừa chưa tầm ăn xong á, thì má kêu em lên nhà trên, má bảo vậy chứ thằng Thanh con của anh Nam Ngữ, mày có thương nó không thì để tao qua tao trả lời với ảnh. Để anh còn nhờ người mai mối lo chuyện hôn nhân cho hai đứa được vuông tròn. Rồi em trả lời sao? Em đứng một hồi lâu rồi em nói dạ con bằng lòng. Bằng lòng làm cho anh hết hồn à? Rồi cái má nói mà má của anh thì má của em, mà má của em thì cũng là má của anh chứ bộ à. Má nói Hồng à, con sáng lo ruộng rẫy xong xuôi, đang còn lo mua sắm tết, mà cái tết năm nay là cái tết quy hoàng. Tết Nguyên Hoàng á thì anh biết, mà bữa hổm anh nghe ba má hay cứ nói á, cuối tháng chạp này á mình làm lễ cưới mà. Chứ sao? Anh sẽ nhờ dì Tư Thình làm đại diện bên trai. Còn em sẽ nhờ cậu Tư Mẹo làm chủ hôn cho bên gái. Nhưng anh còn lo nhất là mỗi chuyện nữa. Lại chuyện gì vậy anh? Má em á, bà ở theo xưa bắt anh bằng áo dài đen cho đổi khớp cá kho. Trời ơi, như vậy là kẹt, kẹt lắm em ơi. Có gì đâu mà kẹt, muốn cưới được vợ thì phải chịu cực khổ bực mình một chút, cần sao đâu anh. Thì anh biết vậy rồi. Yêu em chẳng ngại gian nan, huống chi là chuyện còn